Mình không biết là ở Việt Nam người ta có khám cái mốc này hay không. Chắc là Việt Nam không khám, cho nên là nhiều mẹ có con hơi nhỏ con một tí thì thường là lo lắng xem con mình bị còi, bị thiếu cân các thứ, rồi bổ sung dinh dưỡng các thứ lụt tùng lum lên ý. Xin chào các bạn, bây giờ mình đã được 3 tuổi và vừa rồi mình đã đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ khi đạt mốc 3 tuổi. Thì ở Nhật các bạn biết là khi mình sinh con ý, trong một năm đầu tiên sẽ có những cái mốc kiểm tra như là 4 tháng, 6 tháng, 10 tháng, và hơn một tuổi sẽ có mốc kiểm tra là 1 tuổi rưỡi, và suốt từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi thì không có một mốc nào kiểm tra hết. Và khi được 3 tuổi, đây sẽ là một cuộc kiểm tra định kỳ rất là quan trọng để xem em bé có đủ cân nặng chiều cao hay không. Ngoài ra còn để kiểm tra những cái dấu hiệu về bệnh tật, nếu phát hiện sớm thì có thể điều trị sớm. Và ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái quy trình khi chúng ta đưa con đi khám ở mốc 3 tuổi nhé. Đầu tiên là bên Hokkien Center ở quận ấy, người ta sẽ gửi cho mình một cái phiếu về để mình đăng ký đến đưa con đi khám. Và trong cái phiếu đó thì sẽ có một số tài liệu. Đầu tiên là một cái gọi là anketo, tức là một cái phiếu hỏi khảo sát đấy, để xem là trong suốt 3 năm qua nuôi em bé có những khó khăn gì, có bệnh tật gì không, có gặp tai nạn gì không, rồi thì cha mẹ có hút thuốc lá hay là có cho con xem tivi nhiều hay không, tức là nó khảo sát rất là kỹ. Thì các bạn điền vào cái bảng đó, kiểu như là khi người ta thấy mình có cái khó khăn gì hoặc là thấy nhà mình có đủ an toàn để nuôi con hay không để họ tư vấn thêm ấy. Quan trọng hơn là có những cái tài liệu để kiểm tra sức khỏe để bố mẹ làm ở nhà cho em bé. Mình thấy là họ gửi cho mình một số những cái phiếu ghi hình ảnh những cái con vật như là con bướm, con chim, bông hoa gì gì đấy để làm cái bài kiểm tra về mắt cho con ấy. Cái này rất là khó tại vì đôi khi bé không hợp tác mình cũng không làm được. Thì họ cho những cái tấm ảnh cho mình đứng ở xa ra hỏi con đây là cái gì, đây là cái gì, xem con có nhìn được hay không. Và khó hơn nữa đó là phải che một mắt của con, để xem là che một mắt rồi và đứng cái khoảng cách đó con có nhìn rõ cái đồ vật đó hay không. Mình thì cũng nghĩ qua loa đại khái là đứng từ xa nó vẫn nhìn rõ như thế, chắc là nó không sao đâu, nên là không kiểm tra được mắt cho mây. Thì khi đến nơi họ nói là cái này phải làm, không làm không được, mất 1 tháng cũng được, mất 2 tháng cũng được, làm đến khi nào mà xong và ra kết quả rồi thì mới đến bên đây họ kiểm tra tiếp. Hoặc là 1 tháng sau nếu như mà mây vẫn không hợp tác ấy, thì phải đưa con đến, gọi là ép buộc nó đến để bác sĩ kiểm tra cái gì đấy mình cũng không rõ nữa. Mục đích của việc kiểm tra một mắt đó là để xem mắt còn lại có vấn đề gì hay không, nếu phát hiện sớm có thể điều trị. Vì đôi khi là nhìn bằng cả 2 mắt ấy, một mắt có vấn đề, một mắt không có vấn đề, thì bé vẫn có thể chỉ được rõ cái đồ vật đó là cái gì. Cho nên là vấn đề về mắt này là vấn đề quan trọng nhất trong buổi kiểm tra hôm đó. Và mình đã không làm được ở nhà cho mây. Và khi đến nơi họ lại cho mình một cái phiếu khác, hẹn mình là 1 tháng sau đến khám lại. Thì ngoại trừ vé mắt ra nhé, thì khi đến đấy mình sẽ nộp cái phiếu cho người ta, chìa cái sổ mẹ con cho họ. Và họ sẽ bắt mình điền một cái giấy tờ là lúc mình sinh, tình trạng của con như thế nào, có khỏe mạnh hay không, số cân là bao nhiêu, sinh là tuần thứ bao nhiêu. Đấy, tóm lại là cái đại khái, cái thông tin lúc đẻ con ấy, nó ghi hết trong sổ mẹ con ấy, thì mang đi và chép nó vào. Sau đó thì sẽ có một người gọi là hồi cư sĩ, người ta đến, người ta nói chuyện với mình, để xem có khó khăn gì hay không, và cũng để kiểm tra xem tâm lý cha mẹ nó có ổn định hay không ấy. Sau khi khám xong này thì họ đưa con mình vào cái phòng khám gọi là kiểm tra cân nặng và chiều cao đấy. Thì trẻ con 3 tuổi nó hay nghịch, nó hay chạy nhảy không, nên là người ta cũng gọi là tạo ra những cái cân có hình rất là cute để cho con mình nó đứng lên ấy. Mà khổ một cái là phải cởi hết quần áo ra đấy, mặc mỗi quần xà lỏn thôi, không mặc cái gì hết. Thì mây nhà mình vừa đi vệ sinh xong, tức là không ăn gian được cân nặng, mặc mỗi quần xà lỏn là được 12,4 kg và chiều cao là 92 hay 93 cm ấy. Thì nếu như ở Việt Nam chắc chắn sẽ bị nói là con bị gầy, con bị còi. Thì có những đứa 1 tuổi đã được 10 cân mà tại sao 3 tuổi mới được 12 cân rưỡi chẳng hạn. Nhưng mà thực ra cái biểu đồ tăng trưởng chiều cao của trẻ con ấy, nên các bạn để ý là trong vòng 1 năm đầu đời nó sẽ tăng rất là nhanh. Và từ năm thứ nhất đến năm thứ ba gần như là nó là đường thẳng luôn, nó tăng rất là chậm. Cho nên bé 9 tháng 1 tuổi bằng bé 3 tuổi hoặc là thấp hơn một tí là chuyện bình thường. Thì về cân nặng ấy, họ có ba cái đường, đường ở giữa, đường phía dưới và đường phía trên. Thì đấy là cái biểu đồ cân nặng trung bình của người Nhật. Thì cái đường ở giữa là cái đường trung bình đấy, còn cái đường ở phía dưới đó là những cái bé có xu hướng là nhỏ con hơn. Còn cái đường ở trên có nghĩa là những bé có xu hướng nặng cân hơn. Nếu mà cân nặng con mình vượt qua cả cái đường bên trên, tức là con mình béo phì. Còn nếu cân nặng của con mình mà thấp hơn cả cái đường ở phía dưới thì gọi là suy nhược hoặc là thiếu dinh dưỡng.
Còn nếu vẫn nằm trong cái khoảng đó thì là an tâm. Thì mây của mình ý, với 12,4 kg là mây nằm ở phía dưới của đường trung bình một tí, tức là gần như là ở đường trung bình rồi, thì bác sĩ bảo phát triển khá là tốt. Còn về chiều cao thì nó nằm ở giữa cái đường trung bình luôn, cho nên là mình không lo lắng gì đến chiều cao cân nặng của con cả. Thi thoảng nó ốm nó lại sụt mất nửa cân, xong rồi nó khỏe 2 tháng sau nó lại tăng lại cái nửa cân đó. Nên là bà mẹ nào mà có con nhỏ có cân nặng ở cái khoảng 12 cân mà 3 tuổi giống như mình ấy, thì cũng không phải lo gì hết nhá. Sau khi khám chiều cao cân nặng xong ấy thì lại sang một cái phòng khác, người ta đo tim phổi này, rồi thì nắn bụng, rồi thì đo ở phía sau lưng nữa, không biết là họ xem có vấn đề sức khỏe gì không. Không vấn đề gì lại ra ngoài. Hết cái phòng khám đó thì sang phòng khám mắt. Thì vì là mình nói vừa nãy đấy, mây mình không hợp tác ở nhà, cho nên là họ bắt mình là phải về nhà làm lại một lần nữa và tháng sau quay lại. Mắt xong thì đến phần răng. Về phần khám răng thì sẽ có một ông nha sĩ riêng. Ông ấy kê một cái giường bệnh giống như là phòng khám nha khoa ấy, có đèn chiếu bên trên ấy. Thì mình khuyên là các bạn nên đọc sách cho con về việc đi gặp bác sĩ để con không có cảm giác sợ hãi khi mà gặp bác sĩ, không không khóc ấy. Thì cũng may là mình đọc cho Mây khá là nhiều sách liên quan đến việc là đi bác sĩ. Thì mình bảo là không sợ bác sĩ đâu, bác sĩ không làm con đau đâu. Các thứ thì nó khá là thân thiện với hình ảnh ông bác sĩ đeo cái ống nghe và khám răng. Nên là nó khá là hợp tác, há các thứ kiểm tra xem nó có bị sâu răng hay không này, có mọc đủ răng hay không, có bị mòn răng hay không. Xong bác sĩ còn khuyên mình một cái rất là quan trọng, đó là họ phát cho một cái tờ phiếu. Tùy chắc là có vùng thì không phát, mình không biết. Nhưng mà họ bảo là trong đây có cái danh sách những cái gọi là nha khoa ấy. Thì các bạn sẽ xem những cái nha khoa nào mà khám cho cả em bé, thì đưa con mình đến đó, gọi là tạo mối quan hệ với một bác sĩ nha khoa riêng cho con mình, để mà định kỳ, không biết là 1 năm 2 lần hoặc là 1 năm 3 lần gì đấy, họ sẽ phủ một cái lớp gọi là velour lên lên răng cho con ấy, tiếng Nhật gọi là fuso, tức là nó phủ cái đấy lên để giúp cho bé khó bị sâu răng hơn những bé khác. Cái này nếu làm sớm thì con mình sẽ ít bị sâu răng hơn. Sau khi khám răng xong thì chắc là về nhà mình sẽ phải tìm cho con một cái phòng khám nha khoa để đến người ta phủ cái velour theo hướng dẫn của bác sĩ vừa nãy. Mây nhà mình thì do là không có ăn nhiều đồ ngọt và cũng nói chung là hồi bé mình khá là dữ ấy, không kiểu như là ăn chung thìa bát đũa, vì mình bị sâu răng mà mình cũng bị bệnh dạ dày nữa, nên là nếu mình ăn chung từ nhỏ với con thì có thể nó sẽ bị lây bệnh của mình. Mà hai bệnh đấy thì nó không chết ngay nhưng mà nó nhiễm vào trong người và không bao giờ nó mất ấy. Nên có thể là mình sẽ cố gắng, nếu được mình sẽ cố gắng giữ răng cửa cho con thật là sạch sẽ, hy vọng là không bị sâu răng, không bị xuống răng. Sau khi khám xong xuôi rồi thì lại có một hồi cư sĩ khác đến nói chuyện, rồi thì gửi lại cái cuốn sổ mẹ và bé đã ghi những thông tin đầy đủ để về nhà các bạn có thể tham khảo. Thế thôi, nếu có vấn đề gì thì là mẹ lại đi về. Mình không biết là ở Việt Nam người ta có khám cái mốc này hay không, chắc là Việt Nam không khám, cho nên là nhiều mẹ có con hơi nhỏ con một tí thì thường là lo lắng xem con mình bị còi, bị thiếu cân các thứ, rồi bổ sung dinh dưỡng các thứ lụt tùm lum lên ý. Bản thân mình sau khi mà thấy con mình suốt 1 năm trời mà tăng hầu như 1 lạng hay sao ấy, mình cũng sốt ruột chứ. Nhưng mà sau khi khám như vậy rồi thấy rất là yên tâm. Nên nếu mẹ nào mà đang chăm con ở Nhật mà đến cái kỳ gần 3 tuổi ấy, người ta gửi giấy về thì đừng có vứt đi nhá. Nhớ đưa con đi khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe. Nếu phát hiện bệnh sớm thì có thể điều trị. Chúc các bé luôn luôn khỏe mạnh và các mẹ hãy theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.